Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến buổi gình ngày hôm nay. Như hôm nay em có nhật bộ mẹ con, nghe bộ mẹ con anh rút siêu đen cô chú anh chị. Con mẹ thì lông da rất nhuyễn cô chú anh chị ơi. Đây. Đây con mẹ này sẽ mặt chính luôn nha. Con mẹ này lưới này lưới thứ hai cho chú anh chị. Bò này lẻ lưới này lưới thứ hai nha. Chân móng là hoàn thiện nha, không có ốp xe, không xuống cúm ruột hết nha. Đây. Trước đây, móng sò luôn nha. Sau đây, móng sò luôn nha. Cầm miếng thẳng nha. Cái bộ vú nó hết viết của chú anh chị ơi nè, cô chú anh chị nhìn thấy không, cực kỳ không, đây con mẹ đây, con mẹ sẽ lưng chân dài của chú anh chị, bò nói chung là bò lai thì nó gài, bò huyết tinh thì mình cũng chăm chế bớt nha, con mẹ rất là tốt của chú anh chị ơi, con mẹ lông dài rất là dễ nha, con anh quýt siêu của đen nha, chân móng là hoàn thiện nha, không có ổ xe nha, không xuống cúm xuống ruột hết nha, bò này làm bao tật lỗi nha, anh quýt siêu của đen nha. Những dòng này thì cô chú anh chị nhìn thấy bầu sữa không? Dòng này thì nó đẻ ra rất là nó sữa nha. Con này được 2 tháng rưỡi rồi nha. Cô chú anh chị, con này được 2 tháng rưỡi rồi nha. Đây. 2 tháng rưỡi nha. Con mới 2 tháng rưỡi mà con mẹ đang lên giống nha cô chú anh chị nè. Lên giống nè. Nhưng mà bán thì anh chủ nhà có cấy nha. Đây. Lên giống rồi nha. Bộ mẹ con là cái mức giá là 27 triệu cô chú anh chị, 27 triệu nha. 27 triệu nếu cô chú anh chị nào mua tách con mẹ ra với con con không em cũng bán luôn nha. Con thì con 10 triệu nha, con mẹ là 17 triệu cô chú anh chị. Là bò này là không có bao ship nha. Con mới 2 tháng mấy mà con mẹ nó làm giống nữa cô chú anh chị nè. Làm giống rồi nè. Nhưng mà anh chủ nhà anh bán anh không có cấy nha. Con mẹ này rất tốt luôn. Nếu cô chú anh chị nào có ít tiền thì mình mua con mẹ không cũng báo luôn nha, con mẹ không là 17 triệu nha, 17 triệu là giá tại chuồng nha, anh quýt siêu đen nha, rất là mập luôn mà rất là mát sữa của chú anh chị nè, con con đó nè, con con nó của chú anh chị thấy hình nhìn cực kỳ không nè. Con là 10 triệu nha nè, mập lúc luôn, con được 2 tháng rưỡi rồi nha, còn ăn ôm lông sữa nha. Con bò mẹ này sao chân khu đôi vẫn 1m22-23 của chú anh chị, 1m22-23 nha. Nói chung thì con bò này thì cái thùng nó dạo nó chứ nó không có cao dữ nha. Anh quýt siêu đen nha. Bò thùng dạo rất là tốt luôn nha. Cô chú anh chị nhìn thấy đang lên giống nè, nhưng mà anh chủ nhà anh bán anh cái là anh không có cái lại nha, chưa cái nha. Rất là tốt luôn, con còn mới 2 tháng rưỡi mà con mẹ nó lên giống rồi đó. Bò này lưới này là lưới thứ hai chú anh chị, thì bò có đẻ rồi thì em chỉ bảo hành cho chú anh chị mình trong 3 tháng nha, 3 tháng nếu có lội hay lú gì thì sẽ chở bò về và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho chú anh chị mình nha. Em quay khoảng cách rất là xa nha, anh quýt siêu bò đen. Nếu mua hai bộ mẹ con thì 27 triệu nha, 27 triệu bao ship vòng 100 cây nha, còn nếu mua lẻ ra không là không có bao ship nha, mua lẻ ra là không có bao ship luôn chú anh chị, mua lẻ ra là con mẹ 17 triệu nha, con 10 triệu nha, mẹ rất tốt luôn, rất là mát sữa của chú anh chị, nhìn chú anh chị nhìn cái bộ sữa này không, cực kỳ không. Rồi nãy giờ cũng như đã cập nhật thông tin như hình ảnh của bộ mẹ con rồi, nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua về phát triển kinh tế thì alo nha, số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nha, em xin tạm biệt, chào, hẹn lại những video tiếp theo nha.